Cuồng Long Vượt Ngục, Diệp Lâm. Tập 21. Sao lại thế này, có tiếng lạ gì vậy? Chẳng lẽ là động đất? Đám cổ võ giả đang chạy lên đỉnh răng nanh sôi nổi dừng bước, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ, sợ có bẫy dập gì đó đang chờ bọn họ. Sợ cái gì hả? Đỉnh chủ Đỉnh Xích Luyện dẫn đầu đám người, lớn tiếng nói, đại trận đỉnh răng nanh đã được mở ra một lần rồi, trong thời gian ngắn không thể mở ra lần thứ hai được nữa. Hiện nay đỉnh răng nanh chính là một đỉnh núi không có bố trí phòng thủ, mọi người có thể tùy tiện ra vào. Còn thất thần làm gì hả? Sắp đến đỉnh núi rồi. Tiếp tục theo tôi vọt lên đi. Đỉnh chủ Đỉnh Xích Luyện vừa nói vừa dẫn đầu lao lên phía trước. Có điều, ngay lúc này, một màn khó tin đột nhiên xuất hiện. Đỉnh chủ Đỉnh Xích Luyện mới vừa chạy ra chưa được 10 mét thì không thể chạy được nữa, như là đâm trúng gì đó, đâm cho đầu váng mắt hoa. Trước mắt dường như xuất hiện một bức tường kết giới vô hình, dù ông ta có đánh thế nào cũng không thể nhích được một bước. Sau đó, đám cổ võ giả còn lại cũng sôi nổi chạy lên đánh về phía bức tường kết giới thần bí trước mắt. Kỳ lạ, khi nào trên đỉnh răng nanh có thêm một kết giới vậy? Sao tôi không biết nhỉ? Người sống sót duy nhất trên đỉnh răng nanh rất ngạc nhiên. Nếu không phải nhìn quanh đều là cảnh núi non quen thuộc thì gã đã cho rằng mình đi nhầm nơi rồi. Sao mình chỉ mới đi có một ngày thôi mà nơi đây đã thay đổi rồi vậy? Các vị đỉnh chủ, phải làm sao bây giờ? Dường như lối đi lên núi bị chặn ngang ngay trước mắt. Đám cổ võ vừa bất ngờ vừa khó hiểu, tìm đường đi khác thử xem. Đỉnh chủ Đỉnh Xích Luyện chưa từ bỏ ý định, tiếp tục chỉ huy mọi người tản ra tìm kiếm đường đi. Tôi không tin trong phạm vi núi Trường Bạch có đỉnh núi nào mà tôi không thể đi lên. Ông ta tin chắc rằng dù người trên núi đang làm cái quỷ gì đi nữa thì ông ta cũng có cách phá giải. 500 tên cổ võ giả nhanh chóng tản ra rồi đi lên đường cùng cuối cùng của mình. Không xong rồi, khoảng 15 phút sau, có đệ tử Đỉnh Xích Luyện lên báo, đỉnh chủ, không xong rồi. Chúng ta đã bị nhốt rồi, đám người tản ra đi tìm đường ban nãy bị chặn lại ở các nơi, không quay lại đây được. Tôi mới vừa xuống núi nhìn thử, bây giờ ngay cả đường xuống núi cũng bị kết giới vô hình chặn ngang. Cái gì, nghe vậy, đỉnh chủ Đỉnh Xích Luyện lập tức thay đổi sắc mặt. Nghĩa là hiện giờ bọn họ bị nhốt ở giữa sườn núi, lên núi không được, xuống núi cũng không xong. Tại sao lại như vậy chứ? Đỉnh chủ Đỉnh Xích Luyện cực kỳ ngạc nhiên. Ông ta thầm nghĩ dù có mở đại trận đỉnh răng nanh thì cũng không có hiệu quả đáng sợ như thế này. Đáng sợ đến mức một vị hóa cảnh tông sư như ông ta cũng không thể phá giải được. Thần thánh phương nào làm ra chuyện này vậy? Không ổn rồi, chúng ta lọt vào trong bẫy rồi. Cho đến lúc này, cả buổi không thấy bất cứ người nào quay lại. Đỉnh chủ Đỉnh Xích Luyện mới chợt nhận ra mình trúng kế. Ông ta nhìn xung quanh mình, chỉ còn lại vài chục tên cấp dưới thân cận, còn những người khác thì bị chia ra các nơi, giống như bị nhốt trong lồng giam, không ai may mắn thoát được. Mau lên, đỉnh chủ Đỉnh Xích Luyện phất tay ra hiệu cho đám người theo ông ta lập tức chạy xuống chân núi. Mau theo tôi, dù có trả giá thế nào thì cũng phải phá vỡ kết giới dưới chân núi. Nếu không là bọn họ chết chắc rồi. Trong nhất thời, đám cổ võ giả bay nhanh xuống núi như lúc lên núi. Cả đám chật vật chạy trốn như ruồi nhặng không đầu. Ha ha, rút rồi, bọn họ rút rồi. Giờ phút này, đám người Hoa Quốc Đống đứng trên đỉnh núi hoan hô liên tục khi nhìn thấy đám cổ võ giả lên núi thất bại, đi lòng vòng xung quanh, cuối cùng bỏ chạy. Bọn họ vốn đang lo lắng hơn 500 cổ võ giả cùng lên núi thì sẽ rất khó đối phó. Kết quả bất ngờ là Diệp Lâm không cần tốn nhiều sức cũng đã khiến cho đám cổ võ giả thất bại quay về. Không hổ là Long Vương đại nhân, quả nhiên lợi hại. Hoàng Long liên tục khen ngợi, chỉ sợ là cả đời chúng tôi cũng khó theo kịp bóng lưng của anh. Diệp Lâm nhìn thoáng qua chân núi, trận pháp đã hoàn toàn khởi động. Anh cười khẽ, nói, đừng sốt ruột, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Rơi vào trong Hà Lạc đại trận giống như là cá tôm rơi vào lưới đánh cá. Muốn chạy trốn hả, nằm mơ đi thôi, đến lúc Diệp Lâm thu lưới rồi. Tiếng nổ lớn đầu tiên vang lên là do đỉnh chủ Đỉnh Xích Luyện bị buộc đến bước đường cùng, dốc hết sức lực của mình đâm mạnh vào kết giới dưới chân núi. Chỉ là kết giới phòng thủ vững chắc, chỉ một tên hóa cảnh tông sư sao có thể phá vỡ được. Chính là vì lần đâm mạnh này nên Hà Lạc đại trận bị kích hoạt hoàn toàn. Ngay sau đó, dòng nước lan tràn giống như thủy triều ập đến từ dưới chân núi. Đối mặt với thủy triều giống như giả lại giống như thật, đám cổ võ giả sửng sốt cả người. Trong ấn tượng của bọn họ, núi Trường Bạch chưa từng có lũ lụt. Vậy nên tất cả mọi thứ trước mắt chắc chắn là ảo giác. Có điều, khi thủy triều phủ lên mắt cá chân, cái loại cảm giác rõ ràng vẫn khiến mọi người sợ hãi. Bọn họ thầm hỏi, nước, ở đâu ra vậy?
và nước có thể đột phá được kết giới trước mắt hả? May mà mọi người ở hiện trường đều là cổ võ, đừng nói chỉ là thủy triều, cho dù là chìm sâu trong dòng nước lũ cũng chẳng có vấn đề gì. Một ít nước ấy không đủ để bọn họ rơi vào cảnh nguy hiểm. Rốt cuộc thì có cổ võ giả nào từng bị chết đuối đâu. Có điều, rất nhanh sau đó, bọn họ bị, úi mẹ ơi, chân tôi, có người đột nhiên gào lên một tiếng. Gã giơ chân lên xem, phát hiện chân mình vừa ngâm trong nước đã thành một khúc xương khô, da thịt tan mất hết rồi. Sau đó, gã đổi một chân khác nhìn, cũng là thảm thiết như chân kia. Trời ạ, chân tôi, cũng không còn da thịt nữa. Rốt cuộc là sao vậy trời? Đây là nước hay là axit vậy? Trong nhất thời, đám cổ võ giả ngâm trong nước đều phát hiện tứ chi bị nước thấm ướt chỉ còn lại xương cốt và mất hết da thịt. Hiện giờ nước đã lan tràn đến mắt cá chân. Audio điện tử võ tấn bền đáng sợ hơn nữa là nước dưới chân đang điên cuồng chảy ngược, càng chảy càng cao. Sao có thể chứ? Đừng sợ, chắc chắn là ảo giác thôi. Đỉnh chủ đỉnh xích luyện không tin là thật, ra hiệu cho mọi người đừng sốt ruột. Rồi tự mình đi thử mặt nước quỷ dị bên dưới chân. Ông ta từ từ chấm ngón út vào trong nước. Lúc ông ta rút ngón út lên, trên đầu ngón út chỉ còn lại xương ngón út, da thịt bay sạch sẽ. Thấy vậy, đỉnh chủ đỉnh răng nanh lập tức thay đổi sắc mặt, bị dọa đến mức linh hồn suýt bay ra ngoài. Đỉnh chủ đỉnh xích luyện vốn dĩ không muốn tin tưởng, nhưng khi tự mình thí nghiệm và mất đi đầu ngón út, ông ta không thể không hoảng sợ thừa nhận rằng cái thứ sắp bao phủ bọn họ không phải là nước bình thường. Dù sao thì đại trận cũng là Hà Lạc đại trận có chứa vũ trụ càn khôn. Cho dù chỉ là nước thôi thì cũng như dòng sông thời gian có thể rửa sạch tất cả. Đây mới chỉ là một góc nhỏ của Hà Lạc đại trận, chạm nhẹ thôi là có thể làm tan mất da thịt trên người. Còn nếu đứng trong đại trận hoàn chỉnh, gặp phải bất cứ nhánh sông nào cũng sẽ tan biến cả thể xác lẫn linh hồn. Đỉnh chủ, nước còn đang lên kìa. Phải làm sao bây giờ? Lúc này, mọi người xung quanh sợ hãi gào thét. Kéo đỉnh chủ đỉnh xích luyện đang trong cơn chấn động quay về hiện thực. Ông ta cúi đầu nhìn xuống chân núi, nước đang dâng lên liên tục. Sau đó, ông ta ngẩng đầu nhìn lên núi, thấy bức tường kết giới không thể vượt qua. Đám người bọn họ bị kẹp ở sườn núi, có thể bị dòng nước kỳ lạ kia bao phủ rồi chết mất bất cứ lúc nào. Mau nghĩ cách đi đỉnh chủ. Mọi người vừa kêu gọi vừa chạy như điên lên trên núi. Trốn thoát được bao lâu thì trốn thoát vậy? Có điều... Nếu tiếp tục như vậy nữa thì việc mọi người bị dòng nước kỳ lạ bao phủ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tính theo tốc độ dâng lên hiện giờ của dòng nước, khoảng 15 phút nữa là bọn họ sẽ chết sạch sẽ. Đáng chết, đỉnh chủ đỉnh xích luyện vừa sợ hãi vừa giận dữ. Ông ta làm sao cũng không ngờ hôm nay mình lại rơi vào bước đường cùng thế này. Chuyện này hoàn toàn khác với dự đoán của ông ta. Nếu theo kế hoạch bình thường thì giờ phút này bọn họ đã chặt đầu Diệp Lâm treo trên đỉnh răng nanh và mở tiệc thịt rồng. Kết quả là bây giờ ngay cả mặt đối phương cũng chưa thấy và bọn họ sắp chết hết cả đám rồi. Ai cứu chúng ta đi? Đám cấp dưới xung quanh kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Đám người còn lại bị nhốt ở các vị trí khác cũng tuyệt vọng cầu cứu. Còn chưa chết nữa mà, gào cái gì mà gào? Đỉnh chủ đỉnh xích luyện tức muốn hộc máu, mắng, chỉ cần tao còn một hơi thở thì bọn mày sẽ không sao cả. Nghe vậy, tiếng cầu cứu tuyệt vọng xung quanh giảm bớt khá nhiều. Mọi người đều nhìn về phía đỉnh chủ đỉnh xích luyện với ánh mắt mong chờ ông ta ngăn cơn sóng dữ. Xuyệt, đỉnh chủ đỉnh xích luyện huýt sáo một tiếng. Ngay sau đó, bầu trời biến đổi. Một tiếng hót vang lên, một con chim ưng khổng lồ như ngọn núi di động xuất hiện trên đầu mọi người. Là huyết điêu hả? Là huyết điêu của đỉnh xích luyện. Còn là linh thú của núi Trường Bạch chúng ta. Suýt nữa quên mất còn có thủy thú, lần này chúng ta được cứu rồi. Huyết điêu cơ thể trắng tuyết, dương cánh bay lượn trong không trung. Giống như một ngọn núi tuyết khổng lồ di động trên bầu trời. Nó là linh thú duy nhất của núi Trường Bạch. Không ai biết nó đã sống bao lâu, chỉ biết là ngày xuất hiện cổ võ núi Trường Bạch, nó đã sống ở núi Trường Bạch rồi. Chim trắng có tên là huyết điêu vì nó đã từng uống máu rồng. Rất lâu trước kia, núi Trường Bạch từng có một con rồng, dẫn tới vô số cường giả vây bắt, đây cũng chính là nguồn gốc của cổ võ núi Trường Bạch. Người ta có câu một con rồng chết vạn vật trỗi dậy. Dựa vào tài nguyên quý giá và cơ duyên trên người con rồng kia, đám cổ võ giả phân chia đỉnh núi và lãnh địa, dần dần hình thành cục diện cường thịnh bảy đỉnh núi Trường Bạch. Khi ấy huyết điêu cũng chia sẻ xác rồng với đám cường giả. Nó ngâm mình trong máu rồng và cả người đẫm máu chính là ấn tượng đầu tiên của đám cổ võ với nó, vậy nên gọi nó là huyết điêu. Ha ha, có huyết điêu tới cứu chúng ta rồi, các người cứ yên tâm đi. Đỉnh chủ đỉnh xích luyện thấy huyết điêu kịp thời xuất hiện thì thở phào ra một hơi.
Ông ta không định gọi huyết điêu vào lúc này, mà định gọi huyết điêu lúc nhìn thấy rồng của đối phương. Chỉ là hiện giờ tình huống thay đổi, đừng nói là đánh nhau với rồng, chỉ cần huyết điêu cứu được bọn họ là đã cảm ơn trời đất rồi. Đương nhiên, đỉnh chủ đỉnh xích luyện tất tin tưởng thực lực của huyết điêu. Huyết điêu, chúng tôi ở đây, mau cứu chúng tôi đi. Đám cổ võ giả bị nhốt giữa sườn núi sôi nổi vẫy tay lớn giọng gọi huyết điêu. Vèo, huyết điêu hót vang một tiếng, sau đó bay nhanh như tên lửa về phía đỉnh răng nanh, tiếng va chạm vào kết giới vang lên. Ầm, tiếng nổ vang dội bầu trời. Ngay sau đó, đất núi rung chuyển, toàn bộ đỉnh răng nanh đều rung rung. Trời ạ, con chim kia mạnh quá vậy. Hoa Quốc Đống lắc lư người, suýt chút nữa không đứng được. Diệp Lâm nhìn con chim trắng trên bầu trời rồi cảm thán liên tục. Không ngờ trên núi Trường Bạch cũng có linh thú nữa. Trông rất ngon miệng, chim La Sát thấy nó thì có chút muốn ăn. Có điều, nó không có hứng thú với vật còn sống, nhưng nó có thể giúp đỡ đối phương chết nhanh hơn một chút. Sau trận va chạm đầu tiên, trận pháp vẫn còn nguyên như cũ, còn huyết điêu thì bị chấn ngược ra vài trăm thước. Dù sao thì đây cũng là Hà Lạc đại trận, cho dù chỉ là một phần nhỏ đại trận thì linh thú bình thường cũng chẳng thể làm gì được nó. Tại sao lại như vậy? Đỉnh chủ đỉnh xích luyện thấy vậy thì khó tin mà trợn tròn mắt. Ông ta gửi hết hy vọng vào huyết điêu, vậy mà huyết điêu không thể phá vỡ kết giới trước mắt. Thôi xong rồi, ngay cả huyết điêu cũng không thể đâm vỡ kết giới hay sao? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ở đây chờ chết? Ngay sau đó, cảm giác thất bại bao phủ khắp toàn trường, mọi người bắt đầu khóc trời khóc đất, thậm chí có người còn oán giận rằng mình không nên xen vào chuyện của người khác. Đỉnh răng nanh bị giết sạch thì bị giết sạch đi. Bây giờ còn kéo theo đám cổ võ giả núi Trường Bạch chúng ta bị giết sạch luôn hả? Ăn tiệc thịt rồng cái quỷ gì? Bóng rồng còn chưa thấy thì tao cũng đã sắp chết rồi. Không xong rồi, mực nước lại dâng lên, trên núi không còn đường nữa rồi. Cứu mạng, lúc này, đỉnh chủ đỉnh xích luyện đứng mép trên cùng sườn núi, nhìn mực nước phía dưới sắp phủ kín mắt cá chân mình, sốt ruột đến mức hai chân mềm nhũn. Huyết điêu, nghĩ cách khống chế mực nước trước đi. Đỉnh chủ lại ra lệnh cho huyết điêu lần nữa. Đừng để cho mực nước tăng lên. Huyết điêu bay vòng vòng giữa không trung một lát, sau đó há mỏ ra phun một ngụm khí lạnh xuống đầu nguồn nước ở dưới chân núi. Ngay sau đó, mực nước đang dâng lên lập tức bị đóng băng toàn bộ. Thành công rồi, nước đóng băng rồi, huyết điêu trâu bỏ quá đi. Tốt quá, được cứu rồi, huyết điêu vạn tuế. Đám cổ võ giả sắp chết thấy một màn kỳ tích trước mắt thì hoan hô ầm ĩ để chúc mừng sống sót sau tai nạn. Tuy rằng vách tường kết giới tạm thời không thể phá vỡ, nhưng ít ra thì dòng nước kỳ lạ nguy hiểm cho tánh mạng bị hàn khí đông lại, coi như là may mắn trong xui xẻo. Hừ, tôi nói rồi mà. Đỉnh chủ đỉnh xích luyện cười đắc ý rồi tiếp tục an ủi mọi người, chờ thêm lát nữa là huyết điêu có thể tìm được cách cứu chúng ta ra ngoài rồi. Có điều, ông ta vừa nói đến đây thì phía dưới truyền đến băng vỡ răng rắc. Mọi người cúi đầu xuống nhìn, thấy mặt nước vốn dĩ đã kết băng đột nhiên có vài dòng nước mạnh mẽ phá băng, trực trào ra ngoài. Một chỗ vỡ kéo theo chỗ khác vỡ, vài dòng nước phá băng trào ra kéo theo cả mặt nước vốn dĩ bị đóng băng vỡ tan tành. Tiếng hoan hô của đám võ giả đều im bặt. Xong rồi, nước chảy ra nữa rồi. Mực nước tiếp tục dâng lên. A, nước ngập chân tôi rồi. Tiếng hoan hô biến thành tiếng gào thảm thiết. Phù, huyết điêu trên không trung thấy vậy thì phả ra một ngụm hàn khí đóng băng dòng nước lần nữa. Sau đó, huyết điêu lại tiếp tục phun hàn khí với vách núi. Dường như muốn phun một hơi đóng băng nguồn nước. Đúng rồi, đóng băng dày một chút, đừng để dòng nước trào ra nữa. Đỉnh chủ đỉnh xích luyện vừa lòng gật đầu. Giờ phút này, trên đỉnh núi đỉnh răng nanh, đám người Diệp Lâm thấy vậy đều có chút bất ngờ. Nhất là Diệp Lâm, anh tuyệt đối không ngờ rằng hàn khí trong miệng huyết điêu lại có thể tạm thời đóng băng nguồn nước trong Hà Lạc đại trận. Tuy rằng đóng băng không lâu, nhưng cũng có thể thấy được thực lực của huyết điêu là không tầm thường. Lần này xem như bọn họ may mắn. Có con quái điểu kia phun hàn khí cứu bọn họ. Hoa Quốc Đống có chút khó chịu nói. Ha ha, để tôi xem con quái điểu kia có thể kéo được bao lâu. Hoàng Long tỏ vẻ chờ xem trò hay, chẳng lẽ nó cứ phun hoài phun mãi hay sao? Vậy để tôi đi giúp nó một tay. Lúc này, bóng đen bao phủ không trung, chim La Sát cuối cùng cũng không nhịn được mà ra tay. Ngay sau đó, bóng đen bao phủ khắp đỉnh răng nanh như là mây đen răng đầy. Trời tối nhanh vậy sao? Rốt cuộc thì chúng ta bị nhốt ở đây bao lâu rồi? Trong nhất thời, cảm giác về thời gian của đa số đám cổ võ giả đều có chút rối loạn. Xem kìa, đó là gì vậy? Là Hắc Điêu hả? Một trời một vực với Bạch Điêu trước mắt chính là Hắc Điêu. Là con quái điểu kia. Lúc này,
người sống sót duy nhất của đỉnh răng nanh nhìn một cái là nhận ra chim la sát cũng là một trong những kẻ đáng giận chém giết đỉnh răng nanh. Bởi vì đám anh em của gã không có thi thể đều là do con quái điểu đó ban tặng. Cẩn thận con quái điểu đó, nó ăn thịt người không nhả xương. Nghe vậy, mọi người đều giật nảy mình. Dòng nước dâng lên như thủy triều trên núi để lại xương cốt mỗi nơi nó đi qua. Bây giờ lại có thêm một con quái điểu ăn thịt người không nhả xương. Rốt cuộc đỉnh răng nanh bị cái quỷ gì vậy? Ha 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 ha. Tiểu Bạch, tao tới đây. Chim la sát giang đôi cánh lớn muốn che trời của nó đập về phía huyết điêu. Huyết điêu thấy vậy thì đập ngược lại một cái, đánh tan hết thi khí quanh chim la sát. Trên không trung sáng lại trong khoảnh khắc rồi lại nhanh chóng tối đen. Chậc chậc, nóng tính dữ vậy. Chim la sát tụ hình rồi lao tới lần nữa. Huyết điêu phun ra vài ngụm hàn khí đều bị chim la sát nhẹ nhàng hóa giải bằng phương pháp tụ hợp. Ngay sau đó, một đen một trắng, một ảo một thật, hai loài chim lao vào đánh nhau giữa không trung. Huyết điêu không hổ là linh thú núi Trường Bạch, tu luyện lâu năm, thực lực mạnh mẽ. Ngoài việc có thể phun ra hàn khí, cánh chim trên người nó giống như là kho vũ khí. Mỗi một cọng lông chim bắn ra giống như mỗi một kiếm của đại năng chém ra, đánh tan mất thân hình của chim la sát. Nếu không phải chim la sát được tụ hợp từ thi khí thì chắc là lúc này đã bị chém hàng trăm lần rồi. Trong khi đánh với chim la sát, huyết điêu còn có thể tranh thủ thời gian tiếp tục đóng băng dòng nước trào ngược dòng cứu vớt đám cổ võ. Ha ha, xem ra là có chút khó. Để biến thành thi thể, hư thể của chim la sát lần lượt bị đánh tan, bản thân cũng không dễ chịu chút nào. Mỗi khi bị đánh tan một lần giống như là bị giết chết một lần. Vậy nên nó cố gắng né tránh bị đánh tan. Chỉ là huyết điêu thực lực rất mạnh, cộng thêm cánh chim giống như thanh kiếm sắc bén, khiến nó khó mà đề phòng. Giao Long, mày lên đi. Diệp Lâm định nhìn xem Giao Long có mạnh hơn huyết điêu hay không. Rít, Giao Long đột nhiên bay lên không gia nhập chiến đấu. Là rồng hả, có rồng thật kìa, không xong rồi, con rồng kia nhắm về phía chúng ta. Giờ phút này, đám cổ võ giả bị nhốt trên sườn núi chưa kịp ngạc nhiên khi nhìn thấy Giao Long thì đã nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Giao Long gào lên một tiếng rồi phun ra một ngọn lửa, vừa lúc rơi xuống dòng chảy bị đóng băng. Rầm, dòng chảy bị nén lại đã lâu lập tức phun trào như suối phun nước. Tựa như thác nước cao 3.000 thước chút xuống, thác nước chảy ngược dâng cao hơn nửa người chỉ trong chớp mắt. A, mặt băng vỡ ra, dòng nước dâng trào bao phủ đám cổ võ giả. Từng tiếng hét thảm thiết vang lên liên tục. Đám cổ võ giả không coi ai ra gì kia chắc là có đến chết cũng không ngờ cuộc sống của bọn họ sẽ kết thúc bằng kiểu thảm thiết như thế. Hóa thành xương cốt chôn vùi trên đỉnh răng nanh. À, không, tôi không muốn chết, tôi chính là hóa cảnh tông sư, sao có thể chết trong nước được chứ? Giờ phút này, đỉnh chủ đỉnh Xích Luyện vẫn còn không cam tâm mà dãy giụa. Ông ta không tin chỉ có bao nhiêu nước mà lại có uy lực mạnh như thế. Nhưng mà tận mắt ông ta nhìn thấy nơi dòng nước chảy qua chỉ để lại xương cốt. Cuối cùng, ngay cả chân cẳng, eo, ngực của ông ta cũng biến thành xương cốt. A, à, đỉnh chủ đỉnh Xích Luyện tuyệt vọng gào thét. Ông ta đã dùng hết mọi thủ đoạn của mình rồi mà vẫn không làm gì được với dòng nước kia, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn mình đi về phía tử vong. Cuối cùng, đầu lâu của ông ta rơi xuống mặt đất. Cuối cùng, một vị hóa cảnh tông sư cũng không thể tránh thoát khỏi việc bị dòng nước biến thành xương cốt. Vèo, lúc này, huyết điêu liên tục phun hàn khí, muốn đóng băng dòng nước lần nữa. Nhưng mà đối mặt với dòng chảy ngược như nước vỡ bờ, một chút hàn khí từ trong miệng nó đã chẳng thể làm được gì. Cuối cùng, huyết điêu trơ mắt ra nhìn đám cổ võ núi Trường Bạch chết sạch sẽ trước mặt mình. Nó cực kỳ giận dữ, gào khóc một tiếng. Ở trong mắt huyết điêu, đám cổ võ giả giống như là con của nó. Nó nhìn bọn họ lớn lên, từ thế hệ này sang thế hệ khác, cường đại, ngã xuống, đã có mấy trăm năm. Nào ngờ có một ngày, tất cả đều chết tại đây. Khiến cho huyết điêu cực kỳ đau buồn. Vèo, huyết điêu giận dữ rít gào, sau đó vọt về phía Giao Long, kẻ phun lửa hại chết mọi người. Giống, Giao Long phấn chấn tinh thần, khí thế hùng dũng. Trải qua một ngày dung hợp, Giao Long đã dần quen với lực lượng sau dung hợp, mạnh hơn trước đó rất nhiều. Sau đó, Giao Long lượn lờ thân hình khổng lồ, đánh về phía huyết điêu lao về phía mình. Ầm, lại là một tiếng nổ vang dội đất trời. Hai con quái vật khổng lồ đánh vào nhau. Giống như sao hỏa đâm trái đất, bắn ra lực lượng khủng bố long trời lở đất. Giao Long bị đâm bay ra ngoài, rơi mạnh xuống đỉnh núi cách đó không xa, đâm vỡ một góc đỉnh núi. Bên kia, huyết điêu cũng không tốt hơn bao nhiêu, thậm chí hậu quả lần va chạm này còn cao hơn lúc nãy đâm vào kết giới. Không chỉ có bắn nó ra xa mấy trăm mét, còn khiến nó bị đầu váng mắt hoa,
khí huyết cuồn cuộn. Lúc này, chim La Sát lặng yên không một tiếng động xuất hiện phía sau huyết điêu, giống như là nó đang chờ giây phút này. Rất nhanh sau đó, bóng đen bao phủ thân hình màu trắng của huyết điêu. Có điều, huyết điêu nhanh chóng thoát ra khỏi thi khí quấn quanh mình. Ha ha, Tiểu Bạch, mày rụt rè dữ nha. Chim La Sát đuổi theo sau, mày đừng giãy giụa, mày không chạy thoát được đâu. Huyết điêu dường như nhắm trúng giao long, mặc kệ chim La Sát, tiếp tục đuổi theo giao long. Huyết điêu bay được một đoạn thì chợt như gà rừng xù lông, lông chim trên hai cánh điên cuồng bắn ra như mưa bão. Giao long bay lên không trung, nhanh chóng uốn lượn thân hình tạo thành một vòng xoáy nhỏ, kết hợp với vảy rồng cứng rắn không gì phá được, dựng nên một tuyến phòng thủ kiên cố. Ngay sau đó, lông chim đồng thời bắn hết về phía giao long như là mưa rền gió dữ. Tất cả đều bị giao long đỡ được. Sau đợt tấn công, chỉ có mười mấy lông chim là đâm vào làn da, còn lại đều bị nghiền nát hoặc là đánh bay. Lúc này, huyết điêu bay đến gần giao long, phun ra một ngụm hàn khí. Hàn khí lập tức thấm vào thân thể, đông lạnh giao long thành khối băng. Một đòn thành công, huyết điêu tiếp tục tấn công, dường như muốn thuận thế đâm khối băng giao long vỡ thành mảnh băng vụn. Có trong khoảnh khắc, dù là giao long cũng có chút luống cuống. Kể cả khi giao long có được thân thể cường đại và vảy rồng thân rồng, nhưng một khi nó bị đóng băng, nó cũng giòn như gậy trúc, đâm là vỡ. Nếu bị huyết điêu đâm trúng thì chắc là thân hình nó sẽ bị vỡ thành mấy khúc. Ngay tại khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc này, thân hình khổng lồ của giao long đột nhiên biến mất trước mặt huyết điêu. Huyết điêu không dừng kịp, cũng không thu lực lại được, đâm thẳng lên vách núi. Ngọn núi bị đâm trúng, nghiêng ngả một nửa. Còn huyết điêu vì đâm quá mạnh nên cũng bị vỡ đầu chảy máu, suýt nữa chết ngay tại chỗ. Nhãi danh, tới giờ phút mấu chốt cũng phải chị đây cứu mày. Chim La Sát kéo thân hình bị đông cứng của giao long ra ngoài, mệt đến mức thở hồng hộc. Lại đây, để chị ăn thử một ngụm ăn mừng. Ây da, giòn nha. Chim La Sát mở miệng cắn một ngụm. Răng rắc, ngay sau đó, giao long phá tan băng. Giống, lại là một tiếng gầm giận dữ. Giao long quay đầu phun một ngọn lửa về phía huyết điêu vừa đâm trúng ngọn núi, đâm cho đầu óc choáng váng chưa kịp ổn định. Ngọn lửa lập tức bao phủ thân hình huyết điêu. Trong chớp mắt, cả ngọn núi dường như đều bị bỏng cháy hòa tan. Giao long phun lửa liên tục, dùng ngọn lửa áp chế huyết điêu. Một lát sau, một luồng hàn khí đột nhiên bắn ngọn lửa ra. Hóa ra là huyết điêu dần dần khôi phục, dùng hàn khí trong miệng ngăn cản thế công dữ dội của ngọn lửa. Ngay sau đó, một nửa băng xương, một nửa ngọn lửa, hai lực lượng khắc chế lẫn nhau dây dưa với nhau trên không trung. Wow, trông hoành tráng quá đi. Hoa Quốc Đống đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía vòng cầu ngọn lửa dung hợp băng xương kéo dài qua hai ngọn núi. Có điều, dù là hai đánh một thì dường như huyết điêu cũng có phần thắng nhiều hơn. Hoàng Long cảm thấy rất sùng bái thực lực của huyết điêu. Huyết điêu sống ở núi Trường Bạch lâu hơn đám cổ võ giả núi Trường Bạch, không phải là linh thú bình thường. Ngô Nhạc nói, có điều, ông nội tôi nói nó sống lâu lắm rồi, sắp không được rồi. Lúc mọi người đang bàn tán xôn xao thì thế cân bằng bên dưới đột nhiên bị phá vỡ. Huyết điêu vốn dĩ đang chiếm một chút ưu thế dần dần yếu đi, lực lượng hàn khí khi có khi không. Còn ngọn lửa trong miệng giao long thì càng lúc càng lớn. Ha 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 ha, chim La Sát lớn tiếng cười nói, con chim ngu ngốc. Mày tưởng tao bị đánh tan nhiều lần như vậy để làm gì? Mỗi lần mày đánh tan tao một lần, thì khí trong tao cũng sẽ nhân cơ hội xâm nhập vào trong cơ thể mày. Có phải là bây giờ mày đang cảm thấy cả người bủn rủn hay không? Đó là vì thi khí của tao đã bắt đầu ăn mòn nội tạng của mày rồi, không bao lâu nữa mày sẽ biến thành một con chim chết. Phù, giây tiếp theo, giao long lại phun lửa bao phủ huyết điêu, đánh bay huyết điêu lên trên vách núi. Lực lượng đánh ra từ ngọn lửa cực mạnh, gần như khiến cả ngọn núi đều rung chuyển. Lần này huyết điêu bị thương nặng, lại còn là nội thương, có thể nói là dậu đổ bìm leo. Ha ha, tới lúc ăn rồi, thấy huyết điêu hơi thở thoi thóp, chim La Sát chuẩn bị đi ăn. Lúc này, Diệp Lâm lên tiếng ngăn cản, thôi bỏ đi. Thả nó đi đi, đừng lấy mạng nó, nói cho cùng thì người có thù với mình là đám cổ võ núi Trường Bạch, không có liên quan gì đến linh thú núi Trường Bạch. Huyết điêu, mày đi đi. Diệp Lâm nói với huyết điêu, tao và mày bèo nước gặp nhau, đến đây thôi được rồi. Chim La Sát nghe vậy thì hơi thất vọng, còn huyết điêu nghe vậy thì rít gào một tiếng thê lương, dường như không biết cảm ơn lòng nhân từ của Diệp Lâm. Sau đó, huyết điêu bay lên trên không trung, lượn ba vòng quanh ngọn núi giết chết đám cổ võ giả. Tiếp theo, nó rơi thẳng xuống dưới, đâm vào một vách núi. Một tiếng va chạm to lớn vang lên.
huyết điêu tự mình đâm lên vách núi để tự sát. Trời ạ, chuyện xảy ra rất đột nhiên, cho nên không ai ngờ được. Cho dù là Diệp Lâm muốn ra tay cứu cũng không cứu kịp nữa rồi. Ây da, không ngờ huyết điêu lại có khí phách như vậy. Rõ ràng đã thả nó đi rồi, sao còn lựa chọn tự sát cơ chứ? Có lẽ là người ở đây chết hết rồi, nó cũng không muốn sống một mình. Đám người Hoa Quốc đống lắc đầu thở dài, cảm thấy có chút tiếc nuối với cái chết của huyết điêu. Ha ha, hiện trường chỉ có chim La Sát là cực kỳ vui vẻ, lần này nó rất tự giác, không cần tôi phải ra tay giết nữa. Chim La Sát bay nhanh qua, một ngụm nuốt chửng thân hình khổng lồ của huyết điêu. Hừm, rất ngon, cạc cạc, sau khi nuốt trôi huyết điêu được một lát, chim La Sát đột nhiên cảm thấy cả người phát lạnh. Nó nhìn xuống cánh chim mình, đã biến thành màu trắng từ bao giờ rồi? Tại sao lại như vậy? Tại sao tôi lại đổi màu? Chim La Sát đã từng như đám mây đen, lúc này có phần nửa thân thể trở thành màu trắng tuyết. Không ngờ ăn con chim ngốc kia cũng có tác dụng phụ nữa. Biến thành màu giống nó. Có thay đổi, lại không thay đổi nhiều. Chim La Sát của hiện giờ một nửa đen một nửa trắng. Ngoài ra nó còn có được năng lực phun khí hàn của huyết điêu. Đến tận đây, cổ võ núi Trường Bạch, ngoài đỉnh Bất Lão may mắn sống sót vì đã bỏ chạy ra thì cả 6 đỉnh còn lại đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Cổ võ núi Trường Bạch, một trong 3 núi, cứ vậy mà trở thành lịch sử. Lúc đám người Diệp Lâm định đi xuống núi, có một bóng người lướt nhanh như tia chớp đến gần. Đám người Hoa Quốc đống giật nảy mình. Lại có người nữa hả? Ai vậy? Ăn mặc kỳ lạ quá vậy. Trông như là người Cao Câu Ly. Trong lúc mọi người tò mò, người đàn ông đó đã tới gần bọn họ rồi. Khi thấy cả sườn núi tràn đầy xương cốt, ông ta bùi ngùi thở dài. Ai ra, tôi tới chậm một bước rồi. Diệp Lâm nhìn kỹ ông ta. Đó là một người đàn ông trung niên 34 tuổi mặc trang phục dân tộc. Vừa nhìn là biết ông ta không phải người trong nước, lời nói thốt ra đều là tiếng nước ngoài. Có điều, Diệp Lâm mơ hồ nghe hiểu câu nói cuối cùng của ông ta. Tôi sẽ báo thù cho các người, Siamnida. Vừa nói, người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải Diệp Lâm. Ánh mắt chứa đầy sát ý, khuôn mặt cũng dần trở nên hung dữ. Anh là ai? Hoa Quốc đống đứng ở bên cạnh lớn tiếng hỏi, đến đây làm gì? Nghe vậy, người đàn ông nghiêm nghị nói bằng tiếng địa phương của đại hạ một cách không mấy trôi chảy. Tôi là chiến thần biên giới Gogoriel, Park Jisin. Lời này vừa nói ra, đám người Hoa Quốc đống đều kinh ngạc. Không ngờ người này lại đến từ Gogoriel, nước láng giềng của đại hạ, hơn nữa cũng là một chiến thần ở biên giới. Lúc này, họ đang ở khu vực núi Trường Bạch, rất gần với Gogoriel. Thì ra là Park chiến thần. Hoa Quốc đống nhìn thấy thân phận của đối phương đã chuẩn bị sẵn, dù sao chiến thần của một quốc gia cũng không dám lơ là, liền chắp tay chào hỏi, không biết Park chiến thần đến đây là có việc gì. Tuy rằng có chút biết mà vẫn hỏi, dù sao mọi người đều có thể nhìn ra, người này đến vì các cổ võ giả của núi Trường Bạch, thậm chí giữa hai bên còn có quan hệ thân thiết. Đúng như dự đoán chỉ nghe Park Ji xin tục. Tôi có mối quan hệ thân thiết với các cao thủ đỉnh cao của 7 đỉnh núi Trường Bạch. Nghe nói núi Trường Bạch gần đây không được thái bình, tôi được đỉnh chủ đỉnh Xích Luyện mời tới hỗ trợ. Ai ra, thật đáng tiếc, vẫn là đến chậm một bước. Nghe vậy, đám người Hoa Quốc Đống và Hoàng Long nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ không ổn. Bác chiến thần, ở đây có thể có hiểu lầm, Hoa Quốc Đống đang muốn giải thích cái gì đó. Không ngờ Park Ji Xin lại không để ý tới lời giải thích của Hoa Quốc Đống mà hướng ánh mắt về phía Diệp Lâm. Anh chính là Diệp Lâm, Park Ji Xin lạnh lùng nói, khi tôi ở trong nước đã từng nghe qua tên anh, nghe nói anh nghiên cứu ra một loại thuốc mới có tính đột phá. Các công ty ở nước tôi muốn hợp tác với các anh, đều bị các anh từ chối. Hừ, đúng là ngạo mạn. Lúc này, Hoàng Long ở một bên giải thích, phía Gogoriel quả thực có vốn y tế lớn, muốn đàm phán hợp tác, nhưng điều kiện đưa ra rất hà khắc, cho nên chúng tôi cũng không thông báo cho anh mà trực tiếp từ chối rồi. Diệp Lâm gật đầu. Chưa kể điều kiện hà khắc, dù điều kiện có thuận lợi đến đâu thì Diệp Lâm cũng không có ý định hợp tác hay chia sẻ với người khác. Huống hồ còn là vốn nước ngoài. Sau đó, Park Ji Xin tiếp tục nói, hôm nay tôi được mời đến đây để lấy mạng của anh. Mau xuống núi chịu chết đi. Đương nhiên, nếu như anh chịu giao ra công thức của loại thuốc mới do anh nghiên cứu, có lẽ tôi có thể tha mạng cho anh. Cuối cùng thì cái đuôi cáo của Park Ji Xin cũng đã lòi ra. Mục đích ban đầu của anh ta không phải là đến giúp đỡ. Mà mục đích thực sự của anh ta chính là nhắm đến công thức đó. Vốn nghĩ chuyến đi này, nếu giết người này, đoạt lấy công thức, thì không phải là một chuyến đi đáng giá. Đối mặt với sự khiêu khích của Park Ji Xin, Diệp Lâm nhàn nhạt mỉm cười, chiến thần của một quốc gia nhỏ lại kiêu ngạo như vậy,
cũng dám hỗn xược ở đây. Cái gì? Ngay khi những lời này vừa thốt ra, chính Park Ji-shin là người đầu tiên bùng nổ. Anh ta vốn là muốn khiêu khích Diệp Lâm, nhưng không ngờ, lại bị mấy câu nói của Diệp Lâm làm cho hoàn toàn tức giận. Xét cho cùng, văn hóa Goguryeo chính là học hỏi đại hạ, đối với những từ như một quốc gia nhỏ bé và kiêu ngạo mà Diệp Lâm nói đến, vẫn là rất nhạy cảm. Mặc dù Goguryeo không phải là một quốc gia lớn nhưng người dân ở đây lại mang dáng dấp của một quốc gia lớn, điều cấm kỵ nhất đối với người ngoài khi nói rằng họ là một quốc gia nhỏ, ít người. Hỗn xược, Park Ji-shin tức giận nói, Goguryeo chúng tôi, có lãnh thổ rộng lớn và những người xuất chúng. Còn đại hạ các người đã chết rồi, mỗi một động tác đều toát ra khí chất thối nát. Không lâu nữa Goguryeo chúng tôi sẽ thay thế các người. Vừa nói, Park Ji-shin lại tiếp tục giễu võ dương oai nói, hiện tại, tôi đã mang theo 100.000 quân đến biên giới. Diệp Lâm, bây giờ anh căn bản không có lựa chọn. Hoặc là giao ra công thức, hoặc là chết. Cái gì? 100.000 quân, Hoa Quốc Đống đã bị sốc khi nghe điều này. Trong lòng nghĩ trận này, không biết là cổ võ, lại còn liên quan đến chiến thần nước ngoài. Rắc rối ngày càng lớn hơn rồi. Nhưng khi Diệp Lâm nghe được tin tức này, lạnh lùng xác nhận, anh có chắc không? Anh dám đưa 100.000 binh lính đến biên giới chúng tôi khiêu khích. Ha ha, sao lại không dám? Park Ji-shin kiêu ngạo nói, có muốn bây giờ tôi hạ lệnh cho 100.000 đại quân trực tiếp tiến vào núi Trường Bạch không? Anh dám, Diệp Lâm nghiêm mặt nói, hành vi hiện tại của anh đã tăng lên cấp độ chủ động kích động chiến tranh. Trước tiên tôi sẽ chém tên chiến thần biên giới của một quốc gia nhỏ là anh, sau đó sẽ xử lý 100.000 kẻ ô hợp mà anh mang đến. Nói xong, Diệp Lâm rút kiếm, tự mình đi tới. Ha ha ha, loại người này, giao cho tôi là xử lý được. Chim Raksasa cảm thấy mình chỉ cần hắt hơi một cái là có thể giải quyết được. Chính là bởi vì loại người này, ta mới muốn tự mình ra tay. Diệp Lâm nói, xem khuynh hướng của quân địch ở ngoài nước. Chim Raksasa bay lên trời nhìn xuống, nhìn toàn cảnh núi Trường Bạch, đồng thời báo cáo lại, quả nhiên có dấu vết của quân địch ở biên giới hai nước. Còn về việc có 100.000 quân không, thì không thể đếm rõ ràng được. Ít nhất phải có mấy chục nghìn. Được rồi, chỗ đó lát nữa sẽ giao cho mày và rồng. Nói xong, Diệp Lâm rút Quy Nhất kiếm ra, nghiêm túc nói, chiến thần Ung Châu Diệp Côn Luân tới lấy đầu đám chó đây. Nhìn thấy Diệp Lâm cuối cùng cũng rút kiếm ra, Park Ji-shin mỉm cười tự tin, cũng rút thanh bội đao bên người ra. Tiểu tử, quan hệ của cậu cũng cứng đấy. Park Ji-shin hai tay cầm đao bước tới, cười lạnh nói, nhưng, nếu một thanh niên như cậu có thể trở thành chiến thần của đại hạ, chẳng phải là đại hạ các người đã mục nát, không có thuốc chữa rồi sao? Theo Park Ji-shin, chiến thần của đại hạ phải là một người đàn ông như Lý Úc Bạch hay Hàn Sơn Hà. Người đàn ông thực sự như vậy mới có thể xứng đáng với danh hiệu chiến thần cao quý. Còn thanh niên gầy gò trước mặt chưa chắc có tư cách làm quan văn, huống chi là võ tướng. Còn là một chiến thần thống lĩnh một phương. Đúng là trò trẻ con. Nói nhảm xong rồi chứ. Diệp Lâm nể mặt đối phương cũng là chiến thần của một nước, nên cho anh ta một cơ hội, chăn chối đi. Ha, Park Ji-shin giật mình, sau đó cười lớn, cậu nói hết lời của tôi rồi. Người nên để lại lời chăn chối, là cậu. Vừa nói đến đây, Park Ji-shin liền cảm thấy trước mắt có một luồng ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Ngay sau đó, bàn tay cầm đao của anh ta rơi xuống đất cùng với thanh đao. Park Ji-shin không thể tin vào mắt mình, không khỏi mở to mắt. Anh ta cảm thấy cánh tay mình đau nhói, điều này khiến anh ta ý thức được rằng mọi thứ anh ta nhìn thấy trước mắt đều là sự thật. Chứ không phải đang nằm mơ. Chết tiệt, đám người Hoa Quốc Đống đều kinh hãi. Không ngờ, một kiếm của Diệp Lâm liền chém nứt một cánh tay của Park Ji-shin. Tôi còn tưởng chiến thần nước ngoài lợi hại như thế nào. Hoàng Long lẩm bẩm, xem ra cũng chỉ như vậy, nói không chừng tôi cũng có thể đánh thắng anh ta. Ngô Nhạc ở một bên nhắc nhở, không phải quốc gia nào cũng thịnh vượng về võ đạo như đại hạ chúng ta đâu. Mặc dù Goguryeo đã đánh cắp rất nhiều thứ từ đại hạ, nhưng những kỹ thuật mà họ tu luyện hiện nay ít nhất cũng kém xa chúng ta vài phiên bản. Hơn nữa, đối thủ mà anh ta phải đối mặt lần này lại là một cường giả hàng đầu như anh Diệp. Sau khi nghe Ngô Nhạc giải thích, đám người Hoa Quốc Đống âm thầm gật đầu, cảm thấy lời này có lý. Một người mạnh như Diệp Lâm đã là đẳng cấp thế giới rồi, làm sao một chiến thần đơn thuần từ một đất nước nhỏ bé có thể cạnh tranh được? Chuyện này, sao có thể như vậy được? Park Ji-shin sau khi định thần lại, vừa kinh ngạc vừa tức giận, toàn thân run rẩy vừa đau đớn vừa sợ hãi. Anh ta thậm chí không thể nhìn rõ Diệp Lâm đã xuất chiêu như thế nào, kết quả là cánh tay của anh ta bị gãy thành hai mảnh. Cậu rốt cục đã dùng yêu pháp gì?
Park Ji-shin tức giận nói, cậu có dám đường đường chính chính đánh với tôi một trận không? Park Ji-shin không thể tưởng tượng được sự tồn tại của Diệp Lâm ở cấp độ này, vì vậy trong trạng thái mất trí, anh ta nhận định rằng Diệp Lâm nhất định đã sử dụng một số thủ đoạn hạng ba để mê hoặc mình, mới không thể phản ứng lại được. Hừ, Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, lại một lần nữa giơ kiếm lên, quả nhiên là kiêu ngạo, không biết lượng sức. Nhát kiếm vừa rồi của Diệp Lâm chẳng qua chỉ là tiện tay thăm dò. Không ngờ chỉ một chiêu tùy tiện của mình, đối phương cũng không phản ứng lại được, càng không tiếp chiêu được. Không, thấy Diệp Lâm lại muốn xuất chiêu, hơn nữa trong mắt còn hiện lên sát ý. Park Ji-shin hoàn toàn hoảng loạn và sợ hãi. Anh ta đã mất đi bàn tay thuận và không thể chiến đấu được nữa. Đừng giết tôi là chiến thần của Gogoriel. Phía sau tôi không xa, có một đội quân 100.000 quân. Nếu cậu dám giết tôi, đất nước của tôi sẽ không từ bỏ. Đội quân 100.000 người của tôi sẽ san phẳng cậu, nghiền nát cậu. Park Ji-shin điên cuồng nói, cậu để tôi đi mới có thể ngăn chặn sự việc leo thang. Lời này vừa nói ra, Hoa Quốc Đống đột nhiên phản ứng lại, khuyên nhủ, đúng vậy, sư phụ. Dù sao thì người này cũng là chiến thần của Gogoriel, không phải là một cổ võ giả bình thường, giết thì giết. Theo quy tắc, khi hai nước có chiến tranh, đều không thể giết sứ giả. Huống hồ, thân phận của người này còn đường đường là chiến thần. Càng không dễ động vào anh ta, hay là thả anh ta đi đi. Hoa Quốc Đống nói, anh ta chết rồi sẽ rất phiền toái. Đúng vậy, Park Ji-shin nhìn thấy bên cạnh Diệp Lâm có người ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, liền lấy lại tinh thần, vẻ mặt kiêu ngạo. Giết tôi rồi, cậu sẽ không gánh được hậu quả. Đương nhiên, làm tôi bị thương, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Cậu làm đứt một cánh tay của tôi, nhất định phải dùng công thức thuốc mới để bồi thường cho tôi. Khi cái chết cận kề, Park Ji-shin vẫn muốn dùng thương tật của mình để đổi lấy một số lợi ích. Như vậy khi mình quay về, cũng có một lời giải thích, đồng thời cũng thuận lợi rút lui dưỡng thương. Ồn ào, Diệp Lâm lười nói chuyện vô nghĩa với tên điên ngạo mạn này. Một nhát kiếm khác, tùy tiện vung ra ngoài. Đột nhiên, đầu của Park Ji-shin rơi xuống đất. Một thế hệ chiến thần Gogoriel đã mất mạng ở núi Trường Bạch. Ai ya, sư phụ, Hoa Quốc Đống không khỏi bàng hoàng khi thấy Diệp Lâm dứt khoát như vậy. Bây giờ, e là có chút rắc rối rồi. Nếu làm không tốt sẽ gây ra chiến tranh giữa hai bên. Hoàng Long cũng nói, đúng vậy, nhân vật nhỏ như này, giết anh ta, ngược lại dễ gây ra rắc rối. Rắc rối, Diệp Lâm nhìn về phương xa, cười lạnh, vậy cũng là Gogoriel gặp rắc rối. Bọn họ dám tự ý tập trung quân lính ở biên giới của chúng ta. Bọn chúng phản rồi, ai cho chúng to gan như thế? Vừa nói, Diệp Lâm liền hạ lệnh, Raksasa, rồng. Ta giao những người ở biên giới đó cho chúng mày xử lý. Không được để lại một ai. Anh chưa kịp nói xong thì một con chim và một con rồng bay lên trời và bay về phía đầu bên kia của núi Trường Bạch. Cùng lúc đó, bên ngoài biên giới, Park Đại Nhân sao vẫn chưa đến? Không phải Park Đại Nhân một mình giải quyết xong hết rồi chứ? Rất có thể, dù sao chiến thần của chúng ta cũng là một cường giả có thể đánh bại cả ba quân đội. Trong toàn bộ võ đạo phương Đông, cũng là số 1, số 2. Đến Đại Hạ, chắc chắn cũng đánh bại các cao thủ Đại Hạ. Park Đại Nhân nói rồi, nếu có thể lợi dụng lúc hỗn loạn, sẽ để chúng ta qua đó, nhân tiện cướp bóc một số thành trấn của Đại Hạ. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cướp một cô vợ từ bên đó về rồi, ha ha. Khi những chiến sĩ bên dưới đang hồi hộp chờ đợi thông tin và mệnh lệnh từ Park Chiến Thần. Đột nhiên, bầu trời dường như bị mây đen che phủ, che khuất ánh mặt trời. Và xuyên qua bóng tối, có một đầu rồng khổng lồ xuất hiện và biến mất giữa không trung. Đó là quái vật gì vậy? Ôi trời, đó không phải là con rồng trong truyền thuyết Đại Hạ đấy chứ? Đừng nói nhảm, Đại Hạ không có rồng gì cả. Gogoriel chúng ta mới là đất nước của rồng. Giữa sự ngạc nhiên và nghi ngờ, đầu rồng khổng lồ đột nhiên mở miệng. Một quả cầu lửa khổng lồ từ trên trời rơi xuống như thiên thạch. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì lửa lớn đã cắn nuốt hiện trường. Ngọn lửa tựa như sóng biển ngập trời bật cao mấy trăm thước, rồi lập tức lan tràn khắp xung quanh. Má ơi, cháy, chạy mau đi, sao hỏa rơi xuống, cứu mạng, nóng quá đi, các chiến sĩ biên giới Cao Câu Ly hồi hồn lại, bắt đầu chạy vắt giò lên cổ. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ là chờ mãi không thấy Phác Chiến Thần, lại thấy lửa lớn từ trên trời rơi xuống. Ha ha, nóng hả, vậy cho bọn mày mát mẻ một chút đi. Lúc này, chim La Sát phả ra một hơi với đám đông chạy lung tung bên dưới. Gió lạnh thổi qua, người nào cũng như là bị phù phép đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích được chút nào.
Một lát sau, ngoài lửa lớn hừng hực ra, trên mặt đất còn có rất nhiều pho tượng hình người. Giao Long và Chim La Sát hợp tác với nhau làm cho đám người tụ tập ở biên cảnh được trải nghiệm cảm giác tử vong băng lửa cùng lên. Có điều, Chim La Sát phun được một lát thì chợt phát hiện ra dù là hàn khí của nó hay là ngọn lửa của Giao Long đều có lực sát thương rất mạnh, nhưng nếu muốn tiêu diệt hết 100.000 quân thì còn phải tốn rất nhiều sức lực và thời gian. Nếu cứ tiếp tục phun thì cũng chẳng làm được gì. Hơn nữa, đám binh lính từng được huấn luyện kia đang lần lượt rút lui. Ha ha, có rồi, Chim La Sát nghĩ ra một cách giải quyết vấn đề hoàn toàn. Phù, ngay sau đó, Chim La Sát phun hàn khí liên tục về một phía, rất nhanh thì tụ lại thành một núi băng. Lại đây, phun lửa vô đó đi. Chim La Sát chỉ huy Giao Long phun lửa lên núi băng. Ngay sau đó, núi băng tan rã giống như cơn lũ vỡ bờ đê, lao nhanh về phía binh lính bỏ chạy, nhanh chóng đuổi kịp bọn chúng. Trời ơi, nước chảy, nước này nóng quá, cứu mạng. Trong khoảnh khắc, có vô số binh lính cao lâu ly bị núi băng tan rã bao phủ, núi băng bị Giao Long phun lửa tan rã, nhiệt độ tăng lên đến hàng trăm độ. Dòng nước bao phủ đám binh lính, đồng thời khiến đám binh lính chết ngay tại chỗ. Dù đám binh lính cao lâu ly có lui nhanh đến thế nào thì cũng không nhanh nước băng. Dòng nước nhấn chìm mấy nghìn quân địch, Chim La Sát và Giao Long tiếp tục đuổi giết đám tàn binh bại tướng đến mấy trăm dặm mới quay về. Chim La Sát tính tính số kẻ địch chết trong tay mình. Đối phương có 100.000 quân, có ít nhất 70-80.000 quân chôn vùi nơi đây. Số quân may mắn chạy về kịp, chắc là cả đời này cũng không dám đến gần đại hạ. Nhìn những thi thể bị đốt trọi, bị đông cứng hay là chín dục khi trôi nổi trên dòng nước, Chim La Sát không muốn ăn một chút nào. Bởi vì trong thời gian qua đi theo Diệp Lâm, nó ăn rất nhiều xác chết của cao thủ, thậm chí còn mới vừa nuốt một con linh thú cường đại. Chim La Sát của hiện giờ không hề muốn ăn mấy cái loại thi thể người thường nữa. Hay, không phải là bọn mày không ngon, mà là chị đây kén ăn hơn rồi. Quay về thôi, thấy Chim La Sát và Giao Long thắng lợi trở về, đám người Hoa Quốc Đống cực kỳ chấn động. 100.000 quân dễ dàng bị đánh bại vậy sao? Khó tin quá đi, nếu đại hạ ta có thể bồi dưỡng thêm vài con rồng nữa thì có thể quét ngang thiên hạ luôn rồi. Đối với chuyện này, Diệp Lâm cho rằng rất bình thường. Dù là Chim La Sát hay là Giao Long, thì đều có thể nghiền áp hoàn toàn đại quân cao câu ly vốn dĩ sức chiến đấu không mạnh và đang như rắn mất đầu. Vậy nên lúc nãy Diệp Lâm mới phái chúng nó đi đánh trận, bản thân anh khinh thường ra tay. Nhưng lỡ như triều đình trách tội thì sẽ phiền phức lắm. Lúc này, Hoa Quốc Đống bắt đầu lo lắng vấn đề triều đình. Phiền phức hơn nữa là Diệp Lâm không chỉ có chém giết chiến thần biên cảnh cao câu ly, thậm chí còn giết hơn phân nửa đại quân cao câu ly. Đây là một thách thức rất lớn trong việc giữ gìn mối quan hệ hòa bình giữa hai nước. Cao Câu Ly sẽ không bỏ qua đâu. Một khi chiến tranh nổ ra, lại là cảnh xác chết trôi dạt khắp nơi. Hoa Quốc Đống không hề mong muốn có chiến tranh. Một trận chiến hôm nay nhanh chóng truyền đến tai triều đình Đại Hạ và Cao Câu Ly, khiến cả hai nước đều rất sốc. Nội các vội vàng mở họp khẩn cấp để bàn bạc cách xử lý và lên kế hoạch chuẩn bị cho mọi chuyện có thể xảy ra tiếp theo. Về việc xử phạt Diệp Lâm, cuộc họp có nhiều ý kiến khác nhau. Có người đề nghị lập tức gọi Diệp Lâm về để hỏi tội. Có người đề nghị để Diệp Lâm đóng quân tại chỗ, tự mình đi giải quyết vấn đề do mình gây ra. Đương nhiên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Khổng Hữu Vi cho rằng Diệp Lâm vô tội, giết một tên chiến thần cao câu ly thôi mà, chẳng có gì ghê gớm cả. Chẳng lẽ muốn cho thiên triều chúng ta phái người đi đến một nước cao câu ly nho nhỏ nhận lỗi hả? Khổng Hữu Vi đập bàn, nói với giọng điệu khó chịu. Đúng lúc này, sứ giả do Cao Câu Ly phái đến trình quốc thư lên. Cái gì, nghe vậy, đám người nội các có chút hoảng hốt, không ngờ bên Cao Câu Ly phản ứng rất nhanh, mới đây mà gửi quốc thư tới rồi. Bọn họ định khai chiến hả? Mau trình quốc thư lên đây. Sáu vị bộ trưởng cùng nhau nhìn về phía quốc thư, vẻ căng thẳng trên mặt dần dần tan mất. Hóa ra là quốc thư viết rằng tất cả mọi chuyện xảy ra ở biên cảnh đều là hiểu lầm, Cao Câu Ly đồng ý tiếp tục giữ mối quan hệ thân thiết với đại hạ. Để thể hiện sự chân thành của mình, Cao Câu Ly còn tặng thêm đủ loại kỳ chân dị bảo. Quốc thư không hề nhắc đến chuyện khai chiến dù chỉ là một chữ, có hơn phân nửa nội dung là các vật phẩm tặng kèm. Các vị bộ trưởng thấy vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, Bộ trưởng Bộ Tài chính Khổng Hữu Vi vuốt râu cười nói, không hổ là sư đệ của tôi. Đi Phụng Thiên một chuyến, không chỉ biểu dương sức mạnh nước ta, mà còn làm đối phương bồi thường một phần quà to nữa. Quả nhiên là một nước nho nhỏ. Không đánh là không biết sợ, đánh một trận là thành thật ngay thôi. Cùng lúc đó, ở bên phía Cao Câu Ly, trận chiến ấy đã được đồn thành đủ loại phiên bản. Cuối cùng, dân gian đồn rằng,
ở biên cảnh đại hạ có một vị chiến thần cưỡi rồng, thần chắn giết thần, Phật chắn giết Phật, thiên hạ vô địch. Sau trận chiến, cái tên đỉnh đỉnh nổi khắp Cao Câu Ly. Trong dân gian thậm chí có người còn bắt đầu nghiên cứu xem Diệp Lâm của đại hạ có huyết thống Cao Câu Ly hay không. Không bao lâu sau, chuyện Cao Câu Ly trình quốc thư truyền đến chỗ Diệp Lâm đang ở núi Trường Bạch. Đám người Hoa Quốc Đống biết tin thì cảm thấy rất may mắn. Ha ha, không ngờ lần này Cao Câu Ly lại phát bệnh nhát gan. Xem ra trận chiến vừa rồi đã khiến bọn họ cực kỳ sợ hãi, không dám đánh nữa. Chỉ có Diệp Lâm nghe tin thì chẳng coi ra gì. Nếu Cao Câu Ly còn dám dẫn binh tới đánh thì anh không ngại giết sạch bọn họ thêm lần nữa. Đi thôi, sau khi giải quyết xong mọi phiền phức ở đây, Diệp Lâm định xuống núi đi dạo, nhân tiện nhìn xem các ngọn núi khác có tấm bia đá khắc trận pháp cổ xưa hay không. Sau đó, Diệp Lâm đi tiếp các đỉnh núi khác như đỉnh Xích Luyện, đỉnh Bất Lão, đỉnh Vọng Nhân. Quả nhiên, trên đỉnh mỗi ngọn núi đều có bia đá khắc hoa văn cổ xưa, tương tự với bia đá trên đỉnh Răng Nanh. Diệp Lâm đứng trên đỉnh Xích Luyện nhìn ra dãy núi liên miên xa xa, không biết nơi đó còn có bao nhiêu bia đá trận pháp. Diệp Lâm tuy rằng chỉ khởi động một phần nhỏ của Hà Lạc Đại Trận, nhưng mà anh vẫn thấy được tận mắt uy lực của nó. Dòng nước trào dâng trông giống nước lại không phải là nước, mà là sông dài năm tháng ẩn chứa lực lượng đáng sợ khiến người ta tan thành cho bụi. Diệp Lâm thậm chí không dám tưởng tượng nếu khởi động hết Hà Lạc Đại Trận thì uy lực của nó sẽ mạnh cỡ nào. Rốt cuộc là ai bày ra một trận pháp đáng sợ ở đây vậy? Để đề phòng cái gì hả? Theo lý mà nói thì hiện giờ không ai có thể ngăn cản được uy lực của Hà Lạc Đại Trận. Không biết ở bên Côn Luân, Thiên Sơn, có bia đá trận pháp tương tự hay không? Diệp Lâm đoán Hà Lạc trận pháp là lá bùa giữ mạng của toàn bộ đại hạ, có ở tất cả biên cảnh đại hạ. Anh Diệp, từ đây đi xuống núi rồi đi thêm mấy chục dặm nữa là đến Môn Bạc nhà họ Ngô chúng tôi. Lúc này, Ngô Nhạc lên tiếng mời. Tới cũng tới rồi, mời các vị đến nhà họ Ngô tôi chơi. Diệp Lâm không nghĩ gì nhiều, đồng ý ngay. Anh cũng muốn xem Môn Bạc một trong năm môn có chỗ nào huyền diệu. Sau đó, đám người Diệp Lâm xuống núi, đi tới sơn trang nhà họ Ngô. Tiểu Nhạc về rồi hả, Lục Gia đâu? Sao không về cùng với cậu? Đầy tớ trong sơn trang đều có thái độ ngang ngược với Ngô Nhạc, hiển nhiên là không coi Ngô Nhạc ra gì. Lục Gia trong miệng bọn họ chính là thiên cơ tử đứng thứ 6 nhà họ Ngô. Ông nội tôi không về, Ngô Nhạc bình tĩnh nói, tôi dẫn vài người bạn tới nhà chơi, nhân tiện xử lý vài chuyện riêng. Ha ha, đám đầy tớ nhìn đám người Diệp Lâm, cười lạnh nói, cậu đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi, mặt dày trở về thì thôi, còn dám dẫn theo đám bạn côn đồ nữa hả? Cậu coi sơn trang nhà họ Ngô chúng ta là gì hả? Thấy đám đầy tớ nói năng khó nghe tới chỗ khách của mình, Ngô Nhạc dù có tốt tính hơn nữa cũng không nhịn nổi, cút ngay cho tôi. Các người có tư cách gì chỉ trò chuyện nhà họ Ngô tôi? Đây cũng là nhà tôi muốn dẫn ai về chơi thì dẫn. Ngô Nhạc hiếm khi nổi giận, dù vậy đám đầy tớ vẫn cứ lên mặt nói chuyện, ở đây từng là nhà của cậu, còn bây giờ thì không phải. Các ông trong nhà đã dặn rồi, nói là trừ khi một nhà Lục Gia trả nợ xong, nếu không đừng mơ bước vào cửa nhà họ Ngô nửa bước. Ngô Nhạc giận dữ, hôm nay tôi cứ vào cho bằng được đấy. Tôi xem các người ai dám cản tôi. Ngô Nhạc vừa nói vừa bước đi lên, đánh cho đám đầy tớ kia lùi ra vài thước rồi ngã xuống thành hình chữ X. Nói đến cùng thì Ngô Nhạc cũng là cổ võ giả, thực lực không bình thường, vài tên đầy tớ cáo mượn oai hùng có thể làm gì cậu ta được chứ? Ây da, cậu còn dám đánh người nữa hả? Người đâu, người nhà Lục Gia tới cửa đánh người nè. Giờ phút này, đám người Diệp Lâm cũng cạn lời trước cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Có điều, dù sao cũng là chuyện nhà của người ta, bọn họ không tiện xen vào. Lúc bên này đang loạn cả lên, dừng tay hết cho tôi, để Nhạc Nhi đi vào. Lúc này, một ông cụ hơi béo, mặt tròn tự mình ra mặt cản đám đầy tớ cản rỡ. Thật ra, đầy tớ thấy là ông ta thì không dám lỗ mãng, sôi nổi lùi ra. Thật ra nhà họ Ngô Ngô Lục Thất là anh trai ruột của Thiên Cơ Tử. 7 đứa con trai nhà họ Ngô được đặt tên theo thứ tự từ 1 đến 7. Thiên Cơ Tử đứng thứ 6 tên là Ngô Lục Lục, Ngô Nhạc. Ngô Lục Thất vừa dẫn đám người Ngô Nhạc đi vào trong vừa nói, ông vừa mới nhận được điện thoại của ông nội cháu, nói là phái cháu về chia gia sản. Nghe vậy, Ngô Nhạc sửng sốt, không ngờ ông nội mình nói chuyện thẳng thắn như vậy. Hay, ông nội cháu sợ cháu ngại, không lên tiếng được, nên gọi điện thoại về nhà báo với các ông một tiếng. Ngô Lục Thất tức giận đến mức dậm chân, lão Lục thật là. Chính mình không có mặt mũi về nhà, lại phái một đứa nhỏ về nhà đòi gia nghiệp. Đúng là buồn cười. Ngô Nhạc có chút chột dạ nói, ông nội Thất, ông xem cháu làm được không?
Ha ha, Ngô Lục Thất cười nói, nếu nhà họ Ngô chỉ còn lại ông và ông nội cháu thì ông sẽ không rảnh với cháu. Nhưng mà, Ngô Lục Thất đổi giọng, nói tiếp, hiện giờ bên trên còn 5 người nữa kìa. Mấy ông anh ăn thịt người không nhả xương của ông sẽ để cho cháu thuận lợi lấy gia sản hả? Bọn họ không nạo cháu một lớp là đã không tệ rồi. Nghe vậy, Ngô Nhạc cũng nhớ đến vài ông nội khác, không nhịn được mà rụt đầu, cho rằng khả năng được chia gia sản là gần như bằng không. Lại đây, để ông tính thử cho cháu. Lúc này, Ngô Lục Thất lấy ra mấy đồng tiền cổ, nói, để xem lần này cháu có mấy phần thắng, chia được bao nhiêu tiền. Có lẽ đây chính là thói quen của người nhà họ Ngô, gặp chuyện gì cũng thích tính toán. Dạo này ông mới nghiên cứu ra một phương pháp gọi là, chiếm kim, xác suất chính xác từ 9 phần 10 trở lên, cháu có muốn thử hay không? Lúc bọn họ đang nói chuyện, một ông cụ lại đi tới, Tiểu Nhạc về rồi hả? Ông cả muốn gặp cháu, vào nhà hết đi. Ngô Lục Thất nghe vậy thì không nói nhiều nữa, ra hiệu cho Ngô Nhạc tự chúc mình may mắn đi. Ai ra, xin lỗi anh Diệp. Ngô Nhạc xin lỗi Diệp Lâm, vốn định dẫn anh đến nhà chơi, nào ngờ mới tới là gặp mấy chuyện không vui rồi. Ngô Nhạc không định vừa về nhà là nói chuyện phân ra. Có điều cậu ta không ngờ là ông nội mình làm trước hết rồi. Không sao, Diệp Lâm nói, nếu cần giúp đỡ thì nói một tiếng. Ngô Nhạc cười khổ nói, ai ra, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, tôi tự mình giải quyết là được rồi. Đoàn người nhanh chóng đi vào sảnh chính, các vị làm chủ nhà họ Ngô đã có mặt đầy đủ. Bảy anh em nhà họ Ngô, người nào cũng có sở trường riêng, nhưng không ai phục ai. Cả nhà họ Ngô lúc nào cũng trong trạng thái tan rã. Thiên Cơ Tử mệt mỏi với nội đấu gia tộc, hàng năm lang thang bên ngoài, nhắm mắt làm ngơ. Hiện giờ Thiên Cơ Tử Ngô Lục Lục muốn phân ra, đám anh em khác dễ gì chịu cho Thiên Cơ Tử được như ý muốn. Quả nhiên, đám người Ngô Nhạc vừa mới ngồi xuống, lão đại Ngô Lục Nhất liền dẫn đầu làm khó dễ Ngô Nhạc. Tiểu Nhạc, ông nội cháu đâu? Sao không về gặp bọn ông? Ngô Lục Nhất lạnh lùng hỏi, ông nội cháu có việc cần làm. Ngô Nhạc tìm bừa một cái cớ, vừa lúc cháu cùng bạn có việc ở gần đây nên về nhà chơi một chuyến. Về nhà chơi hả? Ha ha, Ngô Lục Nhị hừ lạnh, về nhà tranh gia sản thì đúng hơn. Bốp, Ngô Lục Tam đập mạnh lên bàn một cái, nổi giận, tao nói cho mày biết, tiền nhà họ Ngô bọn tao, chúng mày đừng mong lấy đi đồng nào. Đúng vậy, Ngô Lục Tứ nói, tiền nhà họ Ngô chỉ để cho người nhà họ Ngô dùng, chúng mày đừng mong lấy đi đồng nào. Lão Lục muốn phân ra, người có thể đi. Nhưng tiền không thể. Ngô Nhạc còn chưa kịp mở miệng thì bốn ông cụ đã lên tiếng liên tiếp mắng mỏ Ngô Nhạc. Ngô Lục Thất ở bên cạnh thấy vậy thì lắc đầu, dáng vẻ mọi thứ đều nằm trong dự đoán, thực tế thì trong lòng ông ta đang tươi như hoa. Thấy vậy, Ngô Nhạc không nhịn được thở dài, vừa định từ bỏ. Lúc này, Diệp Lâm cười nói vậy thì nợ nần của hai ông cháu Thiên Cơ Tử cũng được tính cho nhà họ Ngô các ông. Sao không thấy các ông trả nợ thay bọn họ? Cái gì? Nghe vậy. Đám già nhà họ Ngô đều rất khó chịu, sôi nổi trừng Diệp Lâm như là đang trách anh lắm miệng. Chuyện nào ra chuyện đó? Ngô Lục Nhất nói, nợ nần bên ngoài có liên quan gì bọn tôi? Diệp Lâm cười nói, các ông không muốn giải quyết vấn đề nợ nần, Thiên Cơ Tử mới định phân ra lấy tiền trả nợ, dù vậy các ông cũng không muốn, chuyện tốt thiên hạ về phần các ông hết hả? Nói thế nào thì nhà họ Ngô cũng là gia tộc lớn, dù sao cũng phải có 1/7 là của Thiên Cơ Tử mới đúng chứ? Ngô Lục Nhị trừng Diệp Lâm, thấy là người lạ thì nổi giận nói, mày là ai hả? Chuyện nhà họ Ngô bọn tao, khi nào đến lượt một người ngoài như mày xen vào? Diệp Lâm nghiêm mặt nói, tôi là bạn của Ngô Nhạc, hôm nay đến chơi nhà họ Ngô, xem như là mở rộng tầm mắt rồi. Sao hả, các người làm việc không công bằng, còn không cho tôi nói hả? Được rồi, đừng cãi nhau nữa, lúc này, Ngô Lục Nhất là lão đại, chủ động đứng dậy tỏ thái độ. Ngô Nhạc. Nếu ông nội cháu muốn phân ra, theo lý mà nói thì nhà họ Ngô có 1/7 của ông nội cháu. Có điều, cháu muốn lấy đi 1/7 ấy thì phải xem bản lĩnh cháu thế nào. Dứt lời, Ngô Lục Nhất tự mình rót một cốc rượu, sau đó ném cho Ngô Nhạc, cầm đi. Cốc rượu nhỏ như quả nhãn bay về phía Ngô Nhạc, dừng trong lòng bàn tay cậu ta với tốc độ vừa phải đúng chỗ. Chỉ cần cháu có thể uống cạn cốc rượu này, không thừa một giọt nào thì nhà họ Ngô sẽ chia cho hai ông cháu của cháu 1/7 gia sản. Hả, nghe vậy, không chỉ có Ngô Nhạc, mà đám người xung quanh cũng giật nảy mình. Phải biết rằng đó chỉ là một cốc rượu nhỏ thôi, đừng nói là một người trưởng thành, dù là một đứa nhỏ 3 tuổi cũng cố thể uống một hơi cạn sạch. Đưa ra điều kiện như vậy, chẳng khác gì là tặng không cả. Hoa Quốc Đống cười nói, hóa ra đám ông nội cậu đều là kiểu người miệng dao găm tâm đậu hủ.
đám người Hoàng Long cũng cảm thấy điều kiện như thế tương đương với đồng ý yêu cầu phân ra. Chỉ có Ngô Nhạc là mặt mày nặng nề, cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Nhưng nếu cháu uống không hết, Ngô Lục Nhất cười lạnh nói, sau này đừng nhắc đến chuyện phân ra nữa, cũng đừng mong bọn ông trả tiền nợ bên ngoài của hai ông cháu của cháu dù chỉ là một đồng. Ông ta vừa dứt lời, các ông cụ khác cũng lên tiếng phụ họa, muốn phân ra thì mau uống cốc rượu phân ra kia đi. Uống không hết sạch thì không có một đồng nào. Uống đi, thấy tình hình như vậy, Ngô Nhạc bất đắc dĩ ngửa đầu lên, uống một hơi cạn sạch rượu trong cốc. Ha ha, hay lắm, Hoàng Long cười nói, uống xong rồi kìa, để xem các ông còn gì để nói. Dứt lời, Hoàng Long vừa định cầm cốc không lên, nào ngờ vừa quay đầu lại liền thấy cốc rượu trong tay Ngô Nhạc vẫn còn chứa đầy rượu. Ơ kìa, Hoàng Long giật mình, cậu Ngô, sao cậu không uống? Cái này uống một hơi là hết rồi mà. Sao cậu không uống giọt nào vậy? Hoa Quốc Đống cúi đầu nhìn cốc rượu, hỏi. Rõ ràng là lúc nãy thấy Ngô Nhạc ngửa đầu uống cạn sạch rồi cơ mà. Kết quả là rượu trong cốc của Ngô Nhạc không bớt đi một giọt nào. Ai ra, Ngô Nhạc thở dài, biết ngay là ông nội cả sẽ ra một vấn đề khó cho mình, không dễ để mình hoàn thành mà. Bình thường đều là ông nội đấu trí đấu dũng đấu pháp với các ông nội khác, bây giờ một mình phải đối mặt với tất cả. Cậu Ngô, cậu mau uống hết đi. Lề mề làm gì vậy? Hoàng Long sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai, đi lên đè Ngô Nhạc rót hết rượu vào trong miệng cậu ta. Được rồi, uống xong rồi kìa. Hoa Quốc Đống cười nói. Vậy hả? Ngô Lục Nhất nheo mắt lại, cười giận người, sao tôi cảm thấy là chưa xong vậy? Hả? Hoa Quốc Đống và Hoàng Long sửng sốt, không hiểu ra sao. Bên kia, Ngô Nhạc uống xong, cầm cốc rượu lên, mọi người vội vàng sát lại xem, ai nấy đều giật nảy mình. Vẫn còn đầy. Liễu Như Yên hô lên, đúng là gặp quỷ mà. Hoa Quốc Đống trợn mắt há mồm, còn Hoàng Long thì trực tiếp đoạt cốc rượu uống liên tục 3 cốc. Kết quả là mỗi lần uống xong, rượu sẽ lại đầy cốc ngay sau đó, giống như là uống mãi không hết, còn rất nhiều rất nhiều. Lúc này, ngay cả Diệp Lâm cũng hơi bất ngờ. Anh không ngờ đối phương còn có chiêu ấy. Ngay sau đó, Diệp Lâm ngửi ngửi, phát hiện trong không khí tràn ngập mùi rượu. Hiển nhiên là có người âm thầm ra tay hòa rượu vào không khí rồi rót liên tục vào cốc rượu của Ngô Nhạc. Chỉ cần nhà họ Ngô còn rượu là rượu trong cốc của Ngô Nhạc sẽ uống mãi không hết. Thủ pháp tuyệt vời, Diệp Lâm thầm cảm thán, rồi nhìn sang Ngô Lục Nhất vài lần. Chẳng lẽ ông ta là ảo thuật sư? Ảo thuật sư là một loại xiếc truyền thống, người có kỹ năng xiếc truyền thống chính là dị nhân thời cổ đại, có chút giống với ảo thuật phương Tây. Ảo thuật là chín giả một thật, giả là thủ thuật che mắt. Ảo thuật sư giỏi sẽ thêm một phần thật vào, cộng với 9 phần giả sẽ tạo nên bàn thắng tuyệt đẹp. Vị sư phụ thứ 93 của Diệp Lâm từng là ảo thuật sư trong giang hồ, kỹ năng thật thật giả giả khiến người xem hoa cả mắt. Ông ấy có thể làm biến mất một người sống trong ngục giam, còn có thể biến các loài động vật nhỏ, thậm chí là một con voi to vào trong căn phòng nhỏ hẹp. Khi bị phát hiện, mới biết con voi kia là thuộc đàn voi đang di chuyển ở phương Nam. Cho đến ngày nay vẫn không ai biết rốt cuộc ông ấy làm cách gì mà rời voi từ phương Nam đến ngục giam phương Bắc. Vị sư phụ kia vì bị cuốn vào một vụ án giết người liên hoàn, lại thêm cái loại thủ pháp giết người giống hệt với ảo thuật của ông ấy nên mới bị bắt nhốt. Tiểu Nhạc, sao hả? Ngô Lục Nhất cười nói, ông đã cho cháu cơ hội phân ra rồi, đừng nói là cháu uống không hết được một cốc rượu nho nhỏ nhé. Đúng vậy, mày đã lớn vậy rồi, sao ngay cả một chút rượu cũng uống không hết vậy? Ngô Lục Nhị cười nói, cho mày cơ hội mày cũng không bắt được. Đối mặt với đám già nhà họ Ngô làm khó dễ, Hoa Quốc Đống không nhịn được mà nổi giận, rõ ràng là uống mãi không hết. Ha ha, cậu trai trẻ, cậu nói vậy là không đúng rồi. Ngô Lục Nhất lạnh lùng nói, trên đời này làm gì có rượu uống mãi không hết. Rõ ràng là các người đang gian lận. Hoàng Long cũng không nhịn được mà nói, các người đã làm gì đó với cốc rượu. Tuy rằng hai người họ biết rằng cốc rượu có vấn đề, chỉ tiếc là không tìm ra vấn đề, đành phải lo lắng suông thôi. Ngô Lục Nhất cười nói, các cậu nói tôi gian lận hả? Nếu tôi có thể uống hết rượu thì sao? Hừ, là do ông làm, tất nhiên là ông có thể uống sạch sẽ rồi. Hoa Quốc Đống đương nhiên sẽ không trúng kế của người nhà họ Ngô. Vậy thì cậu đi lấy một cốc rượu để tôi không uống sạch sẽ là được rồi. Ngô Lục Nhất cười như không cười nói. Hoa Quốc Đống im miệng, anh ta biết mình không có bản lĩnh đó. Nên nhìn về phía Diệp Lâm để nhờ giúp đỡ. Ai ra, thôi bỏ đi. Ngô Nhạc định từ bỏ, ông nội cả, cháu nhận thua, ông lợi hại. Cháu uống không hết cốc rượu này. Ai nói uống không hết? Lúc này, Diệp Lâm đột nhiên lên tiếng,
có phải là Ngô Nhạc uống hết rượu trong cốc thì các ông sẽ đồng ý phân ra và đưa phần gia sản của Thiên Cơ Tử cho hai ông cháu bọn họ hay không? Đúng vậy, Ngô Lục Nhất gật đầu, các cậu muốn uống giúp cũng được. Chỉ cần có thể uống cạn cốc rượu, uống không thừa một giọt là được. Ngô Lục Nhất chắc chắn rằng bọn họ uống không hết, bởi vì hầm rượu nhà bọn họ có chứa rượu uống cả một năm cũng không hết, có thể truyền liên tục vào cốc rượu, để rượu trong cốc luôn đầy. Cậu trai trẻ, nếu cậu có bản lĩnh thì cũng có thể thử xem. Ngô Lục Nhất nhìn về phía Diệp Lâm với ánh mắt khiêu khích. Thấy vậy, Diệp Lâm cười nói, một chút rượu như thế không đủ để tôi tắc kẽ răng. Ngô Nhạc, cậu uống một ngụm cho hết đi. Nghe vậy, Hoàng Long ở bên cạnh vội vàng nhắc nhở, Long Vương đại nhân, lúc nãy tôi uống vài cốc, uống thế nào thì rượu trong cốc vẫn đây, lạ lắm. Đúng vậy, sư phụ, Hoa Quốc Đống cũng nói, hay là anh kiểm tra cốc rượu trước đi. Hoa Quốc Đống nghi ngờ người nhà họ Ngô đã làm gì đó với cốc rượu. Anh ta muốn sư phụ nhìn xem có thể phá giải hay không. Chút tài mọn mà thôi. Diệp Lâm tiếp tục nói với Ngô Nhạc, uống đi. Tôi bảo đảm lần này cậu có thể uống hết. Thấy Diệp Lâm khẳng định với mình, Ngô Nhạc bỗng nhiên có niềm tin, gật mạnh đầu một cái. Hừ, để tao xem mày uống kiểu gì. Ngô Lục Nhất lạnh lùng hừ một tiếng, tỏ vẻ không tin. Lúc này, Ngô Nhạc làm theo lời nói của Diệp Lâm, bưng cốc rượu lên, ngửa đầu uống cạn sạch. Bên kia, Diệp Lâm vận chuyển hô hấp ngửi ngửi, ngửi được hướng có mùi rượu. Sau đó, anh giơ tay lên trên đầu Ngô Nhạc cắt không một cái, cắt đứt đường đi của rượu. Ngô Lục Nhất thấy vậy thì giật mình, định ra tay ngăn cản nhưng lại chậm một bước. Tách, Diệp Lâm búng tay một cái, hoàn toàn cắt đứt ảo thuật. Cùng lúc đó, Ngô Nhạc đã uống xong cốc rượu, từ từ úp ngược cốc rượu xuống. Hết rồi, ha ha, uống hết rượu trong cốc rồi kìa. Hoa Quốc Đống và Hoàng Long nhìn kỹ, lập tức vui mừng ra mặt, hoan hô nhảy nhót, sau đó úp ngược cốc rượu lên trên bàn, chứng tỏ là uống sạch sẽ rồi. Sau cơn giật mình, Ngô Lục Nhất chừng Diệp Lâm một cái, nói bằng giọng điệu âm u, không ngờ mày cũng là người thạo nghề. Trong nhất thời, không khí ở hiện trường đều thay đổi. Bốn ông già nhà họ Ngô đều nhìn chằm chằm về phía Diệp Lâm với ánh mắt không vui. Tiểu Nhạc, mày giỏi lắm rồi, dám lén tìm người về nhà gây chuyện hả? Ngô Lục Tứ tức điên lên, nếu biết trước sẽ gặp người thạo nghề thì Ngô Lục Nhất chắc chắn sẽ không dễ dàng ra tay. Diệp Lâm vô ý phá vỡ ảo thuật khiến cho bọn họ thẹn quá hóa giận. Lúc này, Diệp Lâm lên tiếng, Môn Bạc, một trong năm thuật huyền môn, nhà họ Ngô nói không giữ lời. Đương nhiên là giữ lời, Ngô Lục Nhất cắn răng nói. Lúc nãy các ông đã nói chỉ cần Ngô Nhạc uống xong rượu trong cốc là sẽ chia 1/7 gia sản thuộc về Thiên Cơ Tử cho cậu ấy, đúng không? Diệp Lâm tiếp tục hỏi, Ngô Lục Nhất hơi khựng lại, đáp, đúng vậy, người nhà họ Ngô tuy rằng hám tiền, nhưng lời nói đã nói ra rồi, dù có chết cũng phải cắn răng thừa nhận, nếu không bị truyền đi sẽ làm mất uy tín nhà họ Ngô. Người không uy tín sẽ chẳng làm nên trò trống gì cả. Đối với đám cổ võ giả mà nói, danh dự quan trọng như mạng sống, và quan trọng hơn tiền tài rất nhiều. Tiểu Nhạc, lần này xem như cháu may mắn, ông chịu thua. Ngô Lục Nhất nói với Ngô Nhạc, chờ lát nữa cháu đi phòng tài chính lấy sổ đỏ của ông nội cháu. Còn các loại tài sản khác, ông sẽ dần gửi vào tài khoản của ông cháu. Nghe vậy, Ngô Nhạc cực kỳ kích động, không ngờ lại có thể phân ra thành công, cảm ơn ông nội cả. Tiếp theo, bộp, Ngô Lục Nhị đập mạnh lên bàn, gửi lời khiêu chiến Diệp Lâm, tôi xin lãnh giáo bản lĩnh của các hạ. Dám đến nhà họ Ngô tôi gây chuyện, xem ra là cậu chán sống rồi. Ngô Lục Nhị vừa nói chuyện vừa ngẩng đầu lên uống một ngụm rượu to, sau đó phun ra hết. Thanh long xuất thủy, ngay sau đó, dòng rượu được phun ra từ trong miệng Ngô Lục Nhị biến thành một con thanh long khổng lồ lao về phía Diệp Lâm. Trời ạ, thanh long, Hoa Quốc Đống và Hoàng Long đồng thời hô thành tiếng, thầm nghĩ, tiếc là giao long đang ở núi Trường Bạch. Đương nhiên, con thanh long trước mặt chỉ là ảo giác, được biến ra từ ảo thuật, chứ không phải là thật. Tuy rằng nó là ảo giác, nhưng mà nó vẫn có lực sát thương nhất định, dù là về tinh thần hay là thân thể. Nếu là người bình thường đứng yên tại chỗ thì sẽ bị thanh long cắn nuốt, giống như là rượu hòa vào trong cơ thể, như là viên đạn bắn vào trong thân thể, đau đớn cực kỳ, thậm chí mất mạng ngay tại chỗ. Đương nhiên, loại ảo thuật này chỉ có thể dọa được người bình thường thôi. Còn Diệp Lâm, dù anh có đứng yên tại chỗ thì ảo thuật cũng chẳng làm được gì anh. Có điều, nếu đối phương đã ra chiêu rồi, Diệp Lâm cũng sẽ gặp chiêu nào phá chiêu đó, đáp lại đối phương. Thanh long còn chưa kịp đánh tới chỗ Diệp Lâm, Diệp Lâm đã vung tay lên thắp sáng ngọn đèn trên bàn. Phong hỏa liên thiên, ngay sau đó,
ngọn lửa lan tràn trên không trung tạo thành một bức tường lửa. Lúc Thanh Long đâm đầu vào bức tường lửa, giống như là một chậu nước đập vào đống lửa to. Ngọn lửa dập tắt, Thanh Long bốc hơi, biến mất hoàn toàn. Hay lắm nhãi danh, Ngô Lục Nhị không ngờ Diệp Lâm thật sự có chút tài năng, vậy nên kích thích thêm lòng háo thắng trong ông ta. Cạch, Ngô Lục Nhị bẻ gãy một chiếc đũa ra làm hai, sau đó phun một ngụm rượu lên trên chiếc đũa, Nhị Long hí châu. Giống, hai con rồng ảo, một xanh một trắng đánh về phía Diệp Lâm. Thấy vậy, Diệp Lâm bưng cốc rượu lên, hất hết cốc rượu qua. Bắc Minh có cá, tên gọi là Côn. Ngay sau đó, trong dòng rượu hắt đi ra ngoài có một con cự thú đột nhiên chui ra. Một ngụm nuốt chừng hai con rồng trắng và xanh. Cuối cùng, đũa tre vỡ thành bột mịn. Nhãi danh, tao không tin không đánh được mày. Ngô Lục Nhị thua hai ván liên tiếp, tức giận đến mức gào hét lung tung. Ông ta vung tay lên, đánh nát hết đồ trên bàn. Thiên băng địa liệt, vừa dứt lời, mặt đất xung quanh giường như rung chuyển, trước mắt thỉnh thoảng có đá rơi xuống như là mưa đá. Đám người Hoa Quốc Đống lập tức thay đổi sắc mặt, động đất hả? Chạy mau đi! Hoàng Long hoảng sợ chui xuống gầm bàn, một loại ảo giác khiến người ta sinh ra cảm giác tai họa tự nhiên ập đến rồi. Cạch, Diệp Lâm cũng ném mạnh một cốc rượu, lạc địa vi an, ngay sau đó, tất cả ảo giác đều biến mất, mọi thứ khôi phục lại bình thường. Không động đất nữa rồi hả? Hoàng Long nhô đầu ra khỏi gầm bàn, thấy Diệp Lâm gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Hoàn mỹ mà phá hết ảo thuật của bọn họ, đám già nhà họ Ngô vừa giật mình vừa sợ hãi. Bọn họ biết lần này gặp đối thủ rồi. Bốn anh em cùng nhìn nhau, gật đầu với nhau, định cùng ra tay đối phó Diệp Lâm. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng báo tin của đầy tớ, Ngũ gia về rồi. Ngô Lục Ngũ bước nhanh vào đại sảnh, cười nói, anh cả, anh hai, sao hôm nay mới sáng sớm mà có hứng đấu pháp vậy? Tôi vừa đến cửa nhà là có loại cảm giác trời đất quay cuồng rồi. Đi phía sau Ngô Lục Ngũ là một đám người. Ngô Lục Nhất thấy đám người thì không dám sơ suất, tạm thời bỏ qua Diệp Lâm, chủ động ôm quyền chào hỏi, hóa ra là các bạn đỉnh Bất Lão núi Trường Bạch. Cơn gió nào thổi các vị đến nhà họ Ngô chúng tôi làm khách vậy? Đám người đi theo sau Ngô Lục Ngũ chính là đám cổ võ giả bỏ chạy của đỉnh Bất Lão. Ai ra, đừng nói nữa. Đỉnh chủ đỉnh Bất Lão là một ông cụ lông mày màu trắng, danh hiệu Điếu Bạch Mi, may là chúng tôi bỏ chạy ngay trong đêm. Nếu không là không thấy đám giả họ Ngô các ông rồi. Có chuyện gì vậy? Chuyện xảy ra đột nhiên, nhà họ Ngô còn chưa biết tình huống bên núi Trường Bạch. Ngô Lục Ngũ nói, các ông chưa biết đấy thôi, cách cục bên núi Trường Bạch vừa mới thay đổi xong. Sau đó, Ngô Lục Ngũ kể đại khái về trận chiến ở núi Trường Bạch trong hai ngày qua cho đám giả nhà họ Ngô nghe. Người trẻ tuổi họ Diệp kia ghê gớm thật đấy. Bảy đỉnh nói giết là giết, nghe nói trên tay cậu ta có một con rồng và một con chim. Chỉ dựa vào hai con yêu thú ấy thôi là đã giết sạch 10 vạn đại quân biên cảnh Cao Lâu Ly, khiến cho Cao Lâu Ly sợ tới mức gửi thư làm hòa. Hai ngày qua, toàn bộ núi Trường Bạch bị câu ta làm cho long trời lở đất. Đỉnh chủ đỉnh Bất Lão là Điếu Bạch Mi thở dài, may mà chúng tôi thấy tình hình không ổn nên bỏ chạy, nếu không thì bây giờ đã chôn thây ở núi Trường Bạch rồi. Người nhà họ Ngô nghe vậy thì rất chấn động. Ngô Lục Nhất nói, ra lệnh cho bên dưới, nếu Diệp Tiểu Anh Hùng có đi ngang sơn trang nhà họ Ngô ta, nhất định phải mời vào kính vài cốc rượu. Điếu Bạch Mi tự rót cho mình một cốc rượu, thở dài, thôi đừng mời, nếu mời cậu ta thì một tộc chúng tôi đều phải chết. Lúc này, khóe mắt Điếu Bạch Mi đột nhiên thấy đám người Diệp Lâm đứng một bên. Phụt, rượu vừa uống xong lập tức phun hết ra ngoài. Đã kịp chuyện chứ các bạn chờ nha, khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 21.